Phân bón hỗ trợ cây trồng làm những loại phân bón được thiết kế để có thể cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, giúp cây phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao. Hãy dùng ngay phân bón NPK 7544TE với các thành phần là trung vi lượng rất là cần thiết để cây trồng phát triển mạnh mẽ. Đây là một loại sản phẩm giúp kiểm soát đọt, đồng thời thúc đẩy cây mau già, tăng phân hóa mầm hoa và đảm bảo rằng hoa trổ đều và đồng loạt. Không chỉ vậy, còn hạn chế được tình trạng rụng hoa, rụng trái, nứt trái và thối trái ở cây trồng, mang lại những trái to, chín ngọt và màu sắc bắt mắt, cho cây của chúng ta có một năng suất và chất lượng cao. Đối với cây ăn trái, liều lượng pha là 125g cho 25 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038, hoặc cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm.